Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm nhẹ đứng quanh vùng giá 2.657 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng, giao dịch ở mức 101,22 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ đứng ở mức 61.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,749% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng mạnh đứng ở mức 70,9 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, nhu cầu vàng tăng mạnh trở lại do nhà đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực ở Trung Đông sau khi mà Iran đã nã tên lửa vào Israel trong ngày 1 tháng 10. Cuộc tấn công của Iran là sự trả đũa đối với chiến dịch của Israel nhằm vào phiến quân Hezbollah, đồng minh của Tehran ở Liban trong những ngày qua. Nếu có thương vong lớn ở Israel, Trung Đông có thể chìm vào một cuộc chiến tranh tổng lực. Đó là điều mà các nhà giao dịch đang lo sợ vào lúc này. Theo nhà phân tích cấp cao ông Sipwick Up của trang Kiko Metal nhận định, cho rằng mối lo đó có thể thúc đẩy hoạt động mua vàng, một hầm trú ẩn truyền thống. Ngoài vàng thì trong những phiên giao dịch đầu tháng, nhà đầu tư cũng mua mạnh những tài sản an toàn khác như đồng Yên Nhật, đồng Franc Thụy Sĩ, đồng đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ. Đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh trở lại, gây áp lực mất giá lên vàng. Tuy nhiên, do trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, lợi suất giảm xuống giúp giảm bớt sức ép lên kim loại quý. Cạnh tình hình ở Trung Đông, tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần này là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố trong ngày thứ Sáu. Với số liệu trong báo cáo này sẽ là căn cứ để nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng và mức giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tháng 11 tới đây. Trong ngày thứ Hai, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có những phát biểu mang tính chất kiềm chế kỳ vọng rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,5% trong tháng 11. Ông đưa ra tín hiệu rằng Fed có thể chỉ giảm lãi suất 0,25% trong mỗi đợt giảm trong thời gian tới. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng chỉ còn 37,4% Fed chọn mức giảm lãi suất 0,5% và khả năng có đến 62,6% Fed chọn mức giảm lãi suất 0,25% trong tháng 11 tới đây, theo dữ liệu từ công cụ Fedwatch Tool của sàn giao dịch CME. Việc thị trường giảm đặt cược vào mức giảm lãi suất gây bất lợi cho giá vàng. Hôm thứ Ba thì giá vàng đã giảm gần 1% vì lý do này. Tuy nhiên, theo Goldman Sachs cũng đưa ra quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn. Trong một báo cáo ngày hôm qua mùng 1 tháng 10, ngân hàng Mỹ này nâng dự báo giá vàng thêm 200 đô la Mỹ trên một ounce, cho rằng đến đầu năm tới, giá kim loại quý này có thể đạt mức 2.900 đô la Mỹ trên ounce. Chúng tôi khẳng định lại khuyến nghị mua vàng để nắm giữ lâu dài, vì vàng sẽ hưởng lợi từ môi trường lãi suất giảm trên toàn cầu. Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương ngày càng tăng và vai trò phòng ngừa rủi ro vàng trước bất ổn địa chính trị, rủi ro tài chính và suy thoái kinh tế, theo báo cáo cho biết. Ngoài ra, Goldman Sachs cũng nâng dự báo giá vàng trung bình của năm 2024 lên 2.395 đô la Mỹ trên một ounce. Từ mức 2.357 đô la Mỹ trên một ounce trước đây, dự báo giá vàng trung bình của năm 2025 tăng lên 2.973 đô la Mỹ trên một ounce, từ 2.686 đô la Mỹ trên ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng trở lại do bất ổn địa chính trị leo thang, nhưng giá vàng trong nước sáng nay chỉ tăng nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh, thậm chí là một số thương hiệu còn đi ngang. Cụ thể, với giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 82 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 84 triệu đồng trên một lượng, phiên liền trước thì mặt hàng này đã tăng giá mạnh nửa triệu đồng trong mỗi lượng để leo lên vùng giá cao nhất kể từ khi một ngân hàng nhà nước bán can thiệp vàng bình ổn thị trường vào hồi tháng 6. Tương tự như vậy thì các doanh nghiệp vàng bạc đá quý khác như công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNC, tập đoàn Doji, tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch mặt hàng này ở vùng giá 82 triệu đồng trên lượng mua vào, 84 triệu đồng trên lượng bán ra. Riêng tại công ty Mi Hồng, mua vào ở mức 83,3 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 84 triệu đồng trên một lượng. Cũng trong sáng ngày hôm nay, bốn ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV thông báo giá bán vàng miếng SJC tới tay người dân ở mức 84 triệu đồng trên một lượng. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn và một số loại vàng nữ trang SJC khác sang đến thời điểm chiều nay thì đảo chiều tăng nhẹ trở lại ở đa số hệ thống kinh doanh. Cụ thể,
với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 81,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 82,90 triệu đồng trên lượng, tăng thêm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, nhưng chiều bán ra không có thay đổi. Nhẫn ba số 9 tại Mi Hồng mua vào mức 82,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83 triệu đồng trên lượng, tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn 24K tại PNG mua vào mức 82,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji tăng 200.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 100.000 đồng trên một lượng bán ra, mua vào mức 82,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83 triệu đồng trên lượng. Nhẫn tròn bố số 9 tại Phú Quý thì cũng tăng nhẹ, tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào, 200.000 đồng trên một lượng bán ra, mua vào mức 82,05 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,10 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 24.450 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.820 đồng trên một đô la Mỹ, bất ngờ tăng mạnh tới 50 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trong khi đó, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.040 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.100 đồng trên một đô la Mỹ, tiếp tục giảm mạnh tới 60 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 100 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Phú Quý SJC mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Bảo Tính Minh Châu mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.350.000, bán ra 8.400.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng mua vào, nhưng chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Ngân hàng Tbankun mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá sau phiên tăng 500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào chiều bán ra ngày hôm qua. Và hiện tại chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang, SJC Cà Mau mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. SJC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. STC Bạc Liêu mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.200.000, bán ra 8.400.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì duy trì đã tăng nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8.150.000, bán ra 8.290.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Vàng 4 số 9 mua vào 8.145.000, bán ra 8.260.000. Vàng 24K mua vào 7.978,2 nghìn, bán ra 8.178,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.960,6 nghìn, bán ra 6.210,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.581,1 nghìn, bán ra 4.831,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.209,8 nghìn, bán ra 3.459,8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.